gọi người bộ gõ đó là Cajon, đến từ thương hiệu Tycoon. Hai em này thì có rất là nhiều điểm đặc biệt mà muốn gửi đến mọi người, nhưng mọi người thấy hình dáng ban đầu là rất là độc lạ rồi ha. Thì em này có model TK29, độ rộng, độ dày của nó sẽ là 29cm nha mọi người, còn chiều cao sẽ là 47cm. Em này có cấu trúc làm từ chất liệu gỗ SIAM X, là gỗ sồi. SIAM là một loại gỗ được trồng tại Thái Lan. Em này được những nghệ nhân Thái Lan craft làm bằng tay luôn ha. Thì gỗ SIAM X là một loại gỗ chuyên dụng mà hãng Tycoon họ độc quyền dùng cho những sản phẩm percussion của họ. Thì em này có thiết kế là không phải như dây tem thông thường mà mọi người thấy, mà em này có thiết kế là 2 dãy gồm bộ 8 cái chuông. Vì vậy mà cái độ rung, cái độ vang thì nó rất là sáng và rất là ấm luôn nha mọi người. Vừa sáng nhưng mà nó lại có độ ấm của nó. Thì em này đặc biệt đang có 2 mẫu kiểu da beo như thế này đó, cho bạn nào thích vàng ri ha, thích da beo, thích là mạnh mẽ. Màu sắc thứ hai đó là thổ cẩm hình con voi ha, và những cái họa tiết khác nữa. Đó, thì có 2 mẫu như vậy để cho mọi người có thể dễ dàng lựa chọn. Thì em này là bằng tay tại Thái Lan nha mọi người, từ hãng Peacool. Peacool là một trong những cái thương hiệu percussion nổi tiếng của thế giới sau LP thì có Peacool ha mọi người. Rồi giá bên này là 4 triệu cho một em. Anh nào thích kiểu nào thì chọn kiểu đó, thì có thể alo hoặc inbox trên Tuyền, ghé ở Nhạc Việt để cùng thử nhé. Xin chào mọi người.